tại sao bạn phải mua rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau để về bôi những vấn đề về da, trong khi chỉ cần một lọ kem Munro đa năng như thế này có thể giải quyết được tất cả những vấn đề trên cho cả gia đình các bạn. Một em nhỏ như thế này thôi mà có thể hỗ trợ được những cái vấn đề như là rơm sảy cho con bạn này, thâm tả này, bề đay ghẻ lở, á sừng, cổ đĩa, nứt gót chân, hay là trong cái mùa mà thời tiết nóng bức như thế này chúng ta thường xuyên bị nổi mẩn ngứa do dị ứng thời tiết, thì một em Munro như thế này thôi có thể giải quyết được tất tần tật những cái vấn đề mà Tiến vừa nêu trên. Em ấy được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như là nano curcumin hay là mỡ trăng nè, sắt ong nè, vitamin E, dầu neem, dầu jojoba, tinh chất hoa hồng và rất là nhiều loại thảo dược thiên nhiên khác. Và chỉ cần một cái lọ nhỏ xíu như thế này có thể hỗ trợ cho cả gia đình bạn, cho bản thân bạn, cho chồng bạn, cho con bạn, cho người thân của bạn với tất cả những cái vấn đề về da, thì các bạn chỉ cần xoa một lớp nhẹ lên như thế này thôi thì sẽ giúp cho các bạn này giải quyết được những cái vấn đề mà ngứa ngáy khó chịu do rơm sảy, dị ứng thời tiết do nóng bức này, hay là khi mà các bạn là những người mẹ ở trong nhà các bạn sử dụng nước rửa chén nhiều này, nước giặt nhiều nhà, tay chân các bạn bị khô, bị nứt nẻ, bị bong chóc gì đó, thì các bạn có thể sử dụng luôn nha. Nếu như bạn chưa sở hữu một em Munro như thế này trong gia đình để hỗ trợ cả gia đình bạn thoát khỏi những cái vấn đề ngứa ngáy về da do cái mùa hè nóng bức này, thì hãy nhanh chóng inbox với Tiến để được sở hữu em ấy nha.